ST25 nha các bạn. Thì trở lại với buổi sáng hôm nay thì một số anh em đang tiến hành bón phân đón đồng cho mình nha các bạn. Và cũng câu chuyện cho vụ đông xuân bón phân đón đồng thì trên cái ST25 với cái màu lúa và mã lúa như vậy thì mình cũng bón 15 kg NPK và 5 kg kali các bạn. Và NPK mình chọn là TEA2 của công ty phân bón Bình Điền các bạn. Công thức của nó là 17-4-21 nha các bạn. 17 đạm 4 lân 21 kali. Và 15 kg NPK và mình có cộng thêm 5 kg kali nữa nha các bạn. Thì tại vì á cũng có một số bạn là hỏi mình tại sao nên lại bón cái phân kali nhiều, thì mình cũng xin chia sẻ như vậy. Và một số cái tài liệu mà mình đã nghiên cứu về các nhà khoa học người ta nghiên cứu các bạn, thì do mình làm cái lúa cấy đó thì mình thấy là cái cây lúa nó sẽ hấp thụ được dinh dưỡng rất là nhiều, nó hấp thu dinh dưỡng nhiều đó các bạn. Thì cái lượng đạm lân thì nó đầy đủ dồi dào trên cái trà lúa cấy thì nó sẽ to, cây to thì bông nó bông to và nó sẽ cho nhiều hạt. Và cái kali đó thì nó giúp cho cái chất hạt các bạn. Thì cho nên là đối với lúa cấy là cái lượng kali nó cần sẽ cao hơn đối với cái lúa mình xạ thông thường các bạn. Cho nên là cái công thức mình bón là tăng kali so với đạm. Thì đối với cái cử phân đón đồng này thì mình chú trọng vấn đề kali cao hơn. Thì cho nên là mình đã chọn cái công thức bón là tăng thêm 5 kg kali cho một con tầm lớn nữa các bạn. Thì hiện tại thì mình có cái công thức bón là 15 NPK và 5 kali. Đó, như anh em đang bón cho mình đó các bạn. Thì đối với cái ST25 này thì diện tích nó 6 hecta nha các bạn. Trời thì cũng có vẻ là không được sáng lắm các bạn ơi, có chiều hướng là mưa mà, và hồi tối giờ là có mưa gào. Cho nên là cái nước các bạn, cái lượng nước thì hiện tại trên ruộng thì cái lượng nước mình khoảng 3 cm các bạn. Thì nếu mà cái trường hợp có xảy ra mưa thì nó dâng lên 1 đến 2 cm nữa thì không sao. Rồi chào các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, an lành và đầy sức khỏe.